mình là Double Skill. Và ngày hôm mình là Pika Quân. Và ngày hôm nay thì đến với chuyên mục Sài Gòn Sang Chảnh, chúng mình sẽ dắt các bạn đi đến một nơi rất là sang chảnh luôn. Rất đó sang là chảnh. Rất sang chảnh. Đó là một món đặc biệt lắm. Đó là món gì? Bún đậu mắm tôm. Ồ, nhưng mà nó lại có gì đặc biệt? Phụ nữ sang chảnh em. Cái quán này em nó là bún đậu mắm tôm, thế nhưng mà nó có một điều đặc biệt, đó là quán này là một chủ quán là một người là một siêu mẫu rất là nổi tiếng. Mình nghĩ chắc các bạn có thể đoán là được là ai rồi, và các bạn có thể lên Google các bạn search về Trang Khanh. Đây là một cô người mẫu rất nổi tiếng, và bún đậu của cô nằm ở 102 đường Cống Quỳnh. Hiện tại chúng mình đang ở trong cái ngõ đó. Đúng rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ dắt các bạn đi đến chỗ đó. Lão quận 1 nha các bạn. Cái đèn xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đó. Có cái chữ là gửi xe cuối hẻm. Đó gửi xe cuối hẻm. Bây giờ thì chúng mình đã cùng đi trải nghiệm nào. Let's go. Nên hôm nay bọn mình sẽ phải gọi đồ ăn tôm, tại vì là đúng rồi. Thì đây mọi người có thể thấy đây là menu của quán khá là đa dạng và đầy đủ các món. Bạn ơi, chị gọi đi. Cho mình một cái em gọi một phần đầy đủ nhé. Một phần đầy đủ hai người. Bún đậu đầy đủ. Một cái lòng chiên. Ở đây cũng ngon mà. Có nem chua rán. Gọi cho em gọi một cái nem chua rán. Thấy luôn ở Hà Nội nem chua rán ngon lắm luôn. Cho em nước tương. Cái điên là nước tương. Em ơi, nước tương vì ăn bún đậu mà. Cái này em bị nhầm. Em chỉ gọi bún đậu ấy, em sao em nước tương? Tại không, bình thường thì em không ăn được mắm tôm mọi người, cái này nó rất là. Mà này em không được cái này. Em một sườn mình gọi là một sườn kiểu gì đó. Mấy thường thích nghệ thuật đấy em. Ủa mắc gì? Ai cấm? Nè không ai cấm em, này, em ăn được chưa? Chị cũng biết là em là người miền Tây, em ở Sóc Trăng đúng không? Ừ. Tại sao em ăn được mắm tôm mà chị nghe nói nhá, mắm là kiểu miền Tây là người rất thích. Đúng rồi. Miền Tây rất thích mắm. Ủa đâu phải nè mọi người, không phải ai ở miền Tây cũng biết ăn mắm nha, mình cũng biết ăn mắm nha mọi người. Từ lúc mẹ đẻ mình chỉ bây giờ mình được ăn mắm luôn mọi người. Cái này rất là ngon, mình đi chấm được mọi thứ với mọi người. Còn cái này mình ăn không có được. Ở đợ cũng có ở đợ mắc nợ mọi người, mắc nợ từ trong công ty ra tới ngoài đường đi ăn uống cũng mắc nợ nữa. Em sẽ quấy đây để cho nó thành bột đấy, cắt đôi thành bột rồi được không? Như là càng có nhiều càng thành bột hơn đấy, bột hơn đấy. Wow, ôi nhiều quá em ơi, ăn này sao hết được? Em không biết, chị bỏ vô bột. Em này là chị phải với em thì nó đâu có nhiều lắm. Đúng rồi. Bỏ em còn đấy bao nhiêu tiền? Đúng rồi. Mọi người ơi, đây là lòng chiên, nó là cực phẩm. Về vải. Này, ở đây bán lòng chiên ngon hơn người của mình các bạn. Mình không có người. Trong này á, cái phần này rất là nhiều luôn đấy, thật sự luôn. Có thấy rất nhiều thứ luôn, đậu cũng rất nhiều đậu. Thịt đấy nè. Heo đúng không? Thịt heo. Đúng rồi. Thịt bắp giò đó mọi người. Chả cốm này, mọi người chả cốm. Đúng rồi. Đó thôi. Đây ăn kèm, có cả ăn kèm với dưa leo. Đây là mọi người, đây là nước tương rất là ngon. Hơi khô. Mình cũng sẽ ăn một miếng bún, nhưng mà mình không nhạt nhẽo nó đâu, mình sẽ ăn chấm mắm tôm. Đậm đà hương vị quê hương, ăn đồ tôm. Ê, nhưng mà cái mắm này nấu được cái mắm giống như ở các chị ăn rồi ấy. Thế nhưng mà thì như ở đây hơi nhạt, không biết lý do là sao, hay là chị cho nhiều đường quá nhỉ? Mất lệ. Ở dưới quê người ta gọi, ở dưới quê mình nó cái này gọi là tàu hũ mọi người. Cái gì? Tàu hũ. Tàu hũ. Đúng rồi. Nó còn có tàu cua nữa. Tàu cua là màu trắng. Này là tàu hũ này mọi người, rất là ngon. Wow. Xuất sắc. Đây mọi người. Luôn, phải dừng lại luôn. Cái món này ở Hà Nội ấy, đỉnh không phải nói luôn. Nem chua rán. Mình rất thích luôn, đợt sinh viên này là mình hay kiểu mỗi lần đi học về luôn đang trường phát xong rồi tới tối là sau cổng sau trường ấy làm vài que nem chua rán xong rồi về nhà thì thấy luôn, hôm nào cũng thấy rất là mùa đông ấy. ăn thử xong rồi vị không thấy luôn. Thật sự là lâu lắm rồi, chắc phải gần 1 năm nay chị không được ăn nem chua. Nên thử. Wow. Ngon nhỉ. Ăn không thì nó ngán lắm, mình thấy là bình thường mà, ngon mà chữ. Gói bánh hơi mỏng nhỉ. Ừ, bánh mỏng. Đúng rồi. Chị cũng nghĩ là cái bánh mỏng nên là nó bị tắc như thế chưa? Mà mình làm bếp, chị thấy người ta chiên cho to. Nó to. Đủ chín thôi chứ không. Nó to. Thái ở ngoài đấy là chiên cả tảng lên, sau đó người ta mới thái ra. Chứ ở đây là thái xong rồi chiên. Đó. Mặc dù là hương vị rất giống nhưng mà vừa mỏng. Chị nghĩ là hai chị em mình sẽ phải ăn rất nhiều, ăn hết sức có thể để cho hết được cái này em. Đúng rồi. Cảm thấy rất là sợ khi ăn luôn. Em thử đi. Em hỏi chị nha. Ở ngoài quê chị cái này kêu là cái gì? Hả? Ở ngoài quê chị cái này kêu là cái gì? Mazi hay là xì dầu. Đúng vậy. Cái này luôn. Mới là vào trong này ấy, chị nghe người ta gọi là nước tương ấy. Chị tưởng tương bần này. Tưởng sẽ bay bát tương bần ra. Cái cô thích ấy, thực ra là nãy giờ là trông đợi ấy, là trông đợi cái rồi màu đen ấy. Chị nói với em ấy, là ăn còn cái xoay này thì cái da chia này cũng kiểu ôi siêu chị chấm nhầm ở đây rồi. Chấm nhầm ăn thử xem mà em ăn thử gì. Đó mọi người, nó thấy ghiền á, dần ghiền á. Ngon lắm không? Không phải làm bằng mắm tôm được, chị là người rất thích mắm tôm. Nhạt nhẽo. Không biết nhạt nhẽo. Này mọi người, mình xin nói nhẹ này nha. Cái này không phải món tủ của chị. Đây. Không hề món tủ. Nó món tủ của chị không được nè. Rõ ràng. Mình không hề nói sai. Nãy chị chắc mình ăn được chắc mấy cục. Trời ơi là trời. Không phải đâu, tại vì là thế nào vậy? Thôi đừng giải thích nữa. Mình mới ăn nhưng mà bây giờ mình cảm nhận là thực ra là cũng không tệ như kiểu không giống như cả là mình đã từng nghĩ. Kiếm ăn không hề đây không hề. Bên trong rất là vắng. Chị có nhớ là đợt mình đi thì cái quán này nó không có được như vậy đúng không? Lúc mà mình đi là cái quán này nó không có được như vậy, người ta mới tân trang lại, là tân trang chứ hồi xưa nó rất là gọi là kiểu lâu đời mọi người. Mệt gì no hay mòn mệt gì? No lắm mọi người, ngon lắm. Mệt bởi vì ăn no đi em. Ôi trời, quá nhiều. Bây giờ cho lại một đề. Ok. Thứ nhất là về ưu điểm của quán này, ưu điểm trước ha. Đúng rồi. Ưu điểm thì như các bạn đã thấy đó, khi mà đậu được bê ra và hai người ăn như thế là rất là no rồi. Đầy đặn rồi, sự đầy đặn luôn. Ưu điểm thứ nhất là ưu điểm thứ hai đó là về hương vị. Mình nhận xét trước là về cái phần bún đậu nha. Thì đúng là cho mình cảm giác là mình đang được ăn bún đậu. Rồi, quê nhà nữa lại là bài hát quê nhà. Bài hát quê nhà. Rồi tiếp đi. Tiếp theo là những cái phần ăn kèm đây, như là mình đã ở trên menu của quán ấy thì có khá nhiều sự lựa chọn cho mọi người nha. Ngoài bún đậu ra thì mình còn có rất nhiều loại bún khác như là bún bít đậu, bún đậu đầy, vân vân và đặc biệt là rất nhiều topping đi kèm. Ngoài hai cái mà bọn mình vừa gọi ở đây đó là nem chua rán và đồi ra thì còn rất nhiều cái khác như là chả mực Hạ Long, chả cuốn gà, lòng luộc, giỏi hết nghe tên một phát là thấy vị miền Bắc luôn rồi. Là ngoài ra còn có nước, nhiều nước vô cùng, nước dâu tằm, sắn dây chứ. Ôi rồi đá nhiều lắm mọi người. Là những cái nước đặc trưng của miền Bắc. Hà Nội. Nhưng mà nãy giờ chị khen hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình đến nhiều điểm. Thứ nhất là cái đó mình nói rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nói về món ăn ha. Thứ nhất là cái chả cốm thì nó hơi mỏng, mà nó ít một xíu. Còn cái thứ hai là cái hương vị mắm tôm giống như Quỳnh hồi nãy ăn thì nó hơi nhạt so với Quỳnh, so với cái vị đậm đà đấy nó không có nhiều. Còn thực ra là hương vị mắm tôm là đúng miền mình nghĩ mình nhạt. Mình bỏ đường thì cái vị nhạt. Thì có thể do nhà quán. Với lại cái phần ăn thêm của mình thì mình thấy nó hơi ít. Ok. Không trang lại như con nói là nó thì người ta nhận ra chứ còn mình nó ăn không, mình này thấy không, ăn không mà không có nhận ra gì hết trơn á. Sau khi được tân trang lại thì cũng tâm tất hơn. Mình nghĩ là ở đây có rất nhiều khách ruột đấy, bởi vì tầm vào. Bây giờ mọi người đã bắt đầu đông rồi đó. Bây giờ là tầm 7 giờ rưỡi thì chắc là bắt đầu đông rồi nhỉ. Phải nói lại nghe. Bây giờ phải nói lại nghe em ơi, bị cà đâm. Bây giờ là khoảng 7 giờ rồi thì chắc là mình thấy là không gian rất là đông rồi. Tổng kết lại thì tổng là 208.000. Phần ăn nhanh cũng ok đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là rất là vui là mình được Quân bao cho nên mà không phải tốn tiền đó mọi người, cho nên là một lát nữa chắc mình sẽ phải trả máy về. Bye mọi người. Video sau nha. Quên nữa. Share và nhấn subscribe vào kênh của mình nha. Bye bye. Let's go.